Oh, God. Wow. Ooh, huge. Oh, God. Huge. Vừa ở dưới nước được á. Rồi dịch dịch thôi. Ờ. Nó xít không đâu mà mình thấy đông lên nhiều lắm đó. Ở đâu vậy? Ở Africa không? À. Argentina. Không, ở penguins like the ones you see here make their homes along the coast of South Africa and Namibia.
Here at Georgia Aquarium, we keep their habitat at about 65 to 70. African penguins develop lasting pair bonds. In this habitat, you may be able to identify and arrange feathers in areas of the and there's a blue strengthening bonds between mates. Thank you.
are mandatory and should be worn properly to cover both the nose and mouth for the stars. First up, she is going to be headed over to the very center of the heart of her leg, giving you a very special dolphin hello. So ladies and gentlemen, her name means rising sun in Hawaiian, and she is originally from Hawaii. This is Kukala. Welcome to the 4D theater. During this immersive experience, please put away cell phones, cameras, other electronic devices. 4D. 4D, 3D. 3 dimension. Don't have to be rich to be my girl. Nó kêu là không có web thôi. Là bộ nó có web chứ đâu phải là đùa chứ. His mom and dad met in the usual way. The song became love. Love đó, chứ love đó. And love became the egg. Mumble found a place away from disapproving eyes
where a funky little fella could be himself. Này chắc giả đâu thiệt. À, dạ. Cái phim mà mình coi trên thuyền là thiệt. À. Behold number one. This was an omen from the start, and now we have this uprising. Sliding, this has brought the scarcity upon us. He thinks the food shortage has something to do with me. Do you not understand that we can only survive here when we're in harmony? Wait a minute. Happy feet can't cause a famine. Yeah. If thy kind of pagan display did not cause it, then what did? I think it comes from outside, way beyond the ice. There are things out there, things we don't understand. You! Be gone! No, Ma. No, Ma. It's okay. It's okay. Something, don't you? When I find out what's happening to the fish, I'll be back. My folks were always. We have a mystery here. A mind-boggling mystery. So, what are we supposed to do about it? Yeah! Amigos, we gotta get to the bottom of this thing. Let me tell something to you. Conclus. Don't be afraid. You want answers. Yeah. That's all you need. Yeah. Nothing yet? No. Then this is very easy. You go say Lovelace. Ah, Lovelace! Who's Lovelace? Lovelace is the guru. Go see Lovelace. He got the answer to everything. Really? Ask him. He's never wrong. Lovelace? Is this a bad time? I know we don't have an appointment, but it's one question. And I want a straight answer. Yes! Oh, he's possessed. Oh, no! Caesar! It's a Caesar! That thing around his neck, it's way too tight. One, three, stop! Dos, listen! Tres. No! Stop! You're hurting him! Oh. Any better? Lanta by night. Ba má con Quyên không biết còn ở đây không ta? Mẹ chắc mẹ mấy lưu. Sao tôi chưa chuyện tào lao? Không tới thăm ông bà. Người ta mới tới thăm là chắc mừng lắm đó, tại vì không có guest tới đây đâu mà. Vì đã bảo về bà cho mình cái thịt nai á, ăn rất là ngon. Kiến nữa. Washington State University.
Street. Here the matter looking house, this one. Oh, that's a church? Oh, Baptist church. Thank you.
The back of the hotel, Magnolia Flower here. Georgia, beautiful Georgia. South Carolina, welcome to South Carolina. Discover South Carolina, that's one good. Okay. Đã đẹp rồi mà thấy Washington mà nó đầy cái dấu hiệu của cái cờ của cái South Carolina là cái cây với lại cái mặt trăng làm sao ta. Bây giờ về này South Carolina. Của Cali thì là con gấu. Thấy không, cái mặt trăng. Today, March 12th, we are on the way to Smoky Mountain, Great Monkeys Mountain National Park. So we just enter South Carolina right now and stop by visitor center. People here very warm welcome. Thank you. And we are on Highway 85 right now. Great lake again. A lot of lake here. Lake nữa. Cái cửa đường này vô trong cái đường này là highway rồi. We go to Bonita Garden. To set up North Carolina, Carolina. What time we arrive? Carolina. North Carolina. We entered Smoky Mountain National Park. To Rock Race Smoky Mountain National Park. Có nhà cửa nè, ta lại có người ta nè. Gatlinburg, Tennessee, inside Gatlinburg in Tennessee now, inside the
tối mình xuống dưới phố Smoky chơi. Mountain National Park. Ở mấy khách sạn đây là đắt rồi, không rẻ được đâu. Ngã hiên hết rồi, quá trời đông rồi. Đâu vậy đó. Tự nhiên nó dồn cục lại đây. Trời đông. The Inland Bird gets me into Smoky. Yeah, we entered the Great Smoky Mountain National Park. Okay. Hey. Jimmy Top Trail. Tunnel in Smoky Mountain National Park. Là chắc đi chim phạc rồi đó. I go to Dollywood. Dolly, pardon. Chỗ này chỗ đậu xe nè, bãi đậu xe ra tới đây đó. Dolly Parton Parkway. Đó là tên của mà whole name. Chỗ nào tụi Mỹ nó hay ha, chỗ nào đi tới tiểu bang nào cũng đồng loạt. Seville. Courthouse at the Dolly. Chưa hấp. Đi ra này chút. Đi ra này chụp cái. Rau rồi. Whitetting hả? Mà thấy Whitetting cũng tại không giờ chứ dọn nhiều chỗ này có nhiều chỗ coi lắm ơi. Tại chứ tourist
Tourist Hollywood kìa. À. À, phải biết biết không? Tối mình đi đợi ăn em. Bao nhiêu rồi? Tại mình không biết. Nó còn tùm lum trong này. Ừ. Ủa cái thao thao khác. Thao khác hơn thao mình. Thấy không? Nó là vẫn còn là Serbia. Ờ đó, cái chỗ này nó hôm qua là Vision gì đó. Vision Ford. Ờ Vision Ford còn này Serbia. Là Serbia đúng rồi, khác rồi. Serbia nó hay hơn. Ở đây hay hơn. Ở Serbia hay hơn. À. Đi lại Serbia ở. Ok. Ừ. Tối nay ở lại Serbia thấy không? Là sáng anh không muốn rồi giật đó tại vì biết đâu được. Mà biết chỗ đó. Mà ở đây như rẻ hơn bầy. Cái thành phố này nó rẻ hơn đằng kia. Vô đây ăn đi thôi kia chỗ này. My God, river nè. The Inn on the River nè. Ồ, cái này hay nè, cái khách sạn này hay nè. Bed's Rip. Chưa. Rồi. Chắc nó phải canh cái ánh sáng sao. Chụp. Có rỉa anh có cắt. Có. Đôi bữa mà giặt. Today March 14 2014. Hôm qua 12 thì bên anh 13 chứ sao mình. Hôm qua 2013. We on the way back to Great Smoky Mountain National Park. Since last night, and it's probably gonna rain the whole day today, so I don't think we can do any trail here inside the Smoky, the Great Smoky Mountain National Park. Very cloudy, sprinkling, but not that cold. It's in the 50. But yesterday at noon time, it go up to like 75, 77. So it's really nice and warm. We expecting it's gonna be really cold and snowy, but it's not. We enter where? Dưới cái thung lũng nó đẹp quá rồi. Biết cách chụp cũng đẹp lắm, đẹp đâu. Ôi cái cây hoa mai đẹp quá chừng à. Tennessee này thấy hay hơn Atlanta.
Turn left onto East Lamar Alexander Parkway. Turn left onto East Lamar Alexander Parkway. Chưa tới số kia em ơi. Visitor Center, bà đi ngược lại rồi. Chưa tới số kia. Visitor Center của thành phố này. Kết cục. Cái thằng này nó đứng như không, không có quay được cái. Ồ, cái này có bà xăng muốn đổ xăng này vô đổ đi. Okay. Để xăng đi. Có chứng tệ ấy. Ồ, đây có nhiều cái carbon kìa. Tức cái carbon đó. Bốn ngoài máy nè. Đang ghi thì sao cả. Xe này qua đây ha. Scenic 73 ha. Scenic Drive. Cái này nó có những cái turnout nè, để cho mình coi nè, không thấy. Cái con đường này mà đi mà mùa thu là đẹp lắm. Đẹp lắm, phải đẹp vừa rồi. Tưởng tượng đẹp. Bà cẩn thận á, dọc phố đây không ai cứu mình đâu. Đông có thích Aris. Không có lợi gì hết. Scenic Ride Ketkov in Great Smoky Mountain National Park in Tennessee, USA, on the way to Cape Cod. Cape Cod, phải Cape Cod. This park is twice crowded than Grand Canyon. Admission free. It's national park, but free entrance. It's UNESCO. The weather now is 55 degrees Celsius. No, Fahrenheit. 55 degrees Fahrenheit. Snow in winter. Chỗ này chắc là cũng spot thú, hopefully. Ông nói ông muốn cầm coi hướng kia kìa. Ông có chỉ đường đi rồi, coi rồi. You know why nó không cho picking land? Tại vì nó có ginseng ở đây á bà. Ginseng là gì? Ginseng là cái trà sâm uống á. Nó đích lên nó bán á. Dạ. Thế vậy trong này là ginseng nè. That's why ginseng roots. Hey. That's why nó
nó không cho mấy chỗ khác, nó đâu có để picking up plan sao không? Plan tức là nó muốn nói riêng xanh để plan. Be our idol, don't idol. Em cứ nhìn nha, em chẳng thể nhìn coi. Bà tắt vô đi, sau bà tắt vô đi chậm. Được, donation ball, ahead. Differently, oh, donation box you're aware. Cơ luôn. One way luôn. In Old Thai. 19th century, different two way, but now we make one way because Cherokee in Indian, they live here. They make two way. Trời ơi, năm 1918, John Oliver, 1918, now the new one like this. See the house there. Ồ, rất hay, cái history đó, phải biết gì, rất là hay. First American, first European American, first European come here in 1818. First European, American, à. European. Thì European trước American, European gì, sau này nó đổi thảo tạo thành country. Việt Nam mình đó mà, Việt Nam. This is a house of Oliver. Come from Europe, build this house. Đi treo đi.
Mexico loop route. Xem view. Little church at the cemetery. The church built in 1827. Yeah, in this cemetery, father, mother. Family. Oliver family. Ờ đúng rồi, mà giờ là Phi Châu. Mai là người Âu Châu. Phi Châu. Phi Châu hả? Ok. Phi Châu với tại thằng... The church being 1827, original church built by first European come here. Yeah, another church. Mỗi cái community nó có cái church, church nào cũng xây lên cái này chữ ngõ mà hả? Hay là nó là cái mobile home nó chở lại đây? Church, yeah. Mấy này có thú rồi đó. Có thể bây giờ bắt đầu nó hoa nó nở rồi, bà thấy không, hoa dại á. Mùa xuân là đẹp lắm, mùa xuân như mùa thu, xuân rồi hạ chứ. Bây giờ là mới chấm xuân à, này cũng được five out to exit. Hay là bà muốn đi đây rồi đi trở lại đi, đi được hai con đường đi đây. Ôi hoa dại đẹp chưa ba. Này nó mọc dại chứ ai đem ra đây trồng bác. Cái hoa này đẹp quá trời. Tôi đã thích xuống nè. Xuống không? Hả? Xuống không? Thôi. Hoa cũng hay chứ em. Thường thôi. Không đẹp. Xuống không? Đi xuống không? Cái hoa này ở San Diego chỗ mà con Hạnh nó dẫn đi ở Cao Spát vậy đó. Con chó tưởng đâu nãy chưa. Family nó ngừng lại nào. Mấy người nuôi chó sẽ thấy bực ấy quá hả, bực bội giống như bà gì đó, không trước bà gọi kìa, này giờ chở đi Smith mua sữa cho boy. Em nghe bà nói rau ráo đằng sau lưng anh Phương, giờ anh đi Smith, cái chợ Smith đó mua chó cho thằng boy, em mình mua sữa cho thằng boy. Hai giờ đứng ngoài đó.
trời mấy nước mông minh. We go to Abraham Fall Trail. Bắt đầu lên đó em. Không. We got to the Abraham for ABRAM 4 in Great Smoky Mountain National Park in Tennessee, USA. One log of wood. We're fishing. Không. 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 After about 1.5 hour walking for 2.5 miles long. Very nice. Yeah. Very nice fall. Lucky we make it. Okay. 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 Ok